DHCP. Từ từ. Gọi là cái này, cái này. Đầu tiên là vào chương trình DHCP. Chọn user. Chọn user, chuột phải. New vào scope. New scope. Đấy. Scope ra. Đấy. Đấy. Anh tên. Ví dụ như bài này là bài thực hành. Bài thực hành. Đây tên các bạn có thể đánh tùy ý. Chúng ta có thể là cấp IP cho phòng thực hành nhỉ? Sau đó chúng ta next. Chúng ta bắt đầu cấp phát từ địa chỉ đầu đến địa chỉ cuối là bao nhiêu. Ví dụ cho bài học là chúng ta phát từ địa chỉ thứ nhất địa chỉ đến 251. Ta đặt là 192.168.1.1 thì NIP address là 92.168. Subnet tự động. Subnet tự động đến 2.1. Bây giờ là theo đề bài ra thì chúng ta sẽ đặt thành 2 dãy IP. Bắt đầu từ 192.168.1.1 đến 192.168.1.1.1 lại. Chấm 1. Chấm 25 à? 25 hay 50? 25 à? 25. 25. Sau đó AL ạ. Chúng ta được giải thứ nhất. Sau giải thứ hai là bắt đầu từ 100 đến 150 thì chúng ta cũng có vào start IP là 192.168.1.100 và NIP address là 192.168.1.150. Sau đó lại nay tiếp. Bạn nhớ ép vào. Rồi đây là đặt thời gian cho IP động hoạt động. Để chúng ta theo điều bài ra là 5 giờ. Chúng ta có 5 giờ. Đấy, 5 giờ là hoạt động nhất. Rồi nay tiếp, chọn chiếc. Đấy. Đây số IP. Chúng ta đặt là 192.168.1.1 là IP từ đầu chúng ta khởi tạo. Chúng ta ép vào, like. Bắt đầu chúng ta điền domain. Domain là hdu tí. Bên này các bạn thấy là tí, ví dụ như là bài của chúng ta là có thể đặt là qua hdu. Đây là IP, là IP max tối đa của kết thúc là 192.168.1.254. Sau đó next. Ép vào, các bạn nhớ phải ép. Đây là chúng ta bỏ qua bước này. Không quan tâm gì đến bước này cả. Sau đó diệt, finish. Rồi khi đó bạn đã tạo được chương trình đã hoạt động. Đấy là red, đấy đưa ra là địa chỉ từ 1 đến 25 và từ 100 đến 250. Vị trí này vẫn chưa hoạt động. Tại thầy chưa dạy, tí tôi học tiếp. Sau đây là thầy giáo dạy anh Tổng.